Đoàn Thanh niên phường Bắc Sơn phối hợp với trường tiểu học Quang Trung vừa tổ chức ra mắt không gian đọc sách cho thanh thiếu nhi tại trường tiểu học Quang Trung. Không gian đọc sách có trên 500 đầu sách các loại với các nội dung về khoa học, toán học, văn học, truyện cổ tích, thần thoại, tục ngữ can sao, giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, tổng kinh phí là hơn 17 triệu đồng. Không gian đọc sách được thiết kế khoa học đẹp mắt, thuận lợi việc đọc sách của các em thanh thiếu nhi. Đây là công trình thanh niên do Đoàn Thanh niên phường Bắc Sơn thực hiện, được triển khai từ tháng 1 năm 2022. Đoàn phường vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí xây dựng. Đoàn phường phối hợp với liên đội trường tiểu học Quang Trung vận động các giáo viên, đoàn viên, các em học sinh ủng hộ sách, truyện, báo. Công trình được thực hiện nhằm xây dựng môi trường đọc bổ ích, thân thiện, lành mạnh, qua đó góp phần tăng cường hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi.